tin gây sửng sốt đã không đeo khẩu trang còn chỏng mông vào tiếp viên Delta Airlines. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Việt US 1040, một tin nước Mỹ. Hôm nay ngày 23 tháng 1 năm 2022, chúng tôi xin chia sẻ các tin nóng nên biết liên quan đến việc một hành khách đã không đeo khẩu trang còn chỏng mông vào tiếp viên của hãng hàng không Delta Airlines của Mỹ. Mời mọi người cùng tìm hiểu sự việc bất ngờ này. Một tin gây sửng sốt cho nhiều người, đó là một sự việc ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra khi một hành khách người Ireland trên chuyến bay từ Dublin đến New York của phi cơ của hãng Delta đã từ chối đeo khẩu trang. Người này còn ném lon vào một hành khách khác và tụt quần chỏng mông vào một tiếp viên hàng không, tin do AP, trích hồ sơ truy tố liên bang Mỹ. Được biết theo biên bản, ông Sam McNerney, 29 tuổi, cư dân ở Galway, đã tạo ra nhiều sự hỗn loạn trên chuyến bay ngày 7 tháng Giêng của hãng Delta bay tới phi trường quốc tế John Kennedy. Tin chi tiết cho hay người này bị buộc tội cản trở phi hành đoàn, một tội danh trầm trọng có mức án tối đa 20 năm tù. Bị cáo ra trước tòa vào tuần trước và được cho tại ngoại. Ông Benjamin Jagter, luật sư của bị cáo, từ chối đưa ra bình luận. Một chi tiết đáng chú ý là trong suốt chuyến bay kéo dài khoảng 8 tiếng, bị cáo liên tục từ chối đeo khẩu trang dù đã được phi hành đoàn yêu cầu hàng chục lần, hồ sơ truy tố cho biết như vậy. Về phần hãng hàng không Delta cho biết hãng không khoan nhượng đối với hành vi ngang ngược nào ở phi trường và trên máy bay vì không có gì quan trọng hơn sự an toàn của nhân viên và hành khách. Người hành khách gây náo loạn này đã đi từ chỗ ngồi đến chỗ một tiếp viên để phàn nàn về thức ăn và trên đường quay về ghế, bị cáo kéo quần xuống, chỏng mông vào người tiếp viên và những hành khách gần đó, theo báo cáo chung cho biết. Vào lúc xảy ra sự việc, phi công đã cố gắng nói chuyện với người hành khách trợ chứng này, nhưng anh ta lại chụp nón của mình lên đầu phi công. Bị cáo cũng ra lệnh phi công không được chạm vào người mình và để nắm đấm sát mặt phi công, theo hồ sơ truy tố nhấn mạnh. Khi máy bay chuẩn bị đáp xuống phi trường John Kennedy của Mỹ, bị cáo tiếp tục từ chối ngồi vào ghế mà đứng lại giữa lối đi. Giới chức trách hữu trách đã bắt giữ đương sự khi máy bay hạ cánh. Nên biết là các hãng hàng không cho biết lượng khiếu nại về hành vi ngang ngược của hành khách gần đây tăng mạnh trong thời gian gần đây, với hơn 5.000 trường hợp được ghi nhận vào năm ngoái. Phần lớn trong số đó, tức hơn 3.600 trường hợp, liên quan đến từ chối quy định về việc đeo khẩu trang. Báo chí nước ngoài thì đưa tin ngoài khoe hàng trên máy bay, với việc bị cáo buộc gây rối hoạt động của phi hành đoàn, nam hành khách này có thể phải ngồi tù 20 năm. Sam McNerney cũng đã bị cáo buộc cố tình can thiệp vào hoạt động của phi hành đoàn. Với cáo buộc này, McNerney có thể phải nhận án tù 20 năm. Anh ta đã được đưa ra tòa vào tuần trước và được thả sau khi đóng khoản tiền bảo lãnh 20.000 đô la. Các báo khác thì thi nhau đưa các tiêu đề nóng đại loại như làm loạn máy bay vì khẩu trang, đối mặt 20 năm tù. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21 tháng 1 công bố cáo trạng cho biết Sam McNerney, công dân Ireland, 29 tuổi, đối mặt mức án trên nếu bị kết tội cố ý hành hung và đe dọa thành viên phi hành đoàn. Nên biết thêm là McNerney là cầu thủ bóng đá ở Galway, Ireland, đến Mỹ để nhận việc ở một học viện bóng đá tại bang Georgia. Sau khi bị tạm giữ vì làm loạn trên chuyến bay, anh này được bảo lãnh tại ngoại với số tiền 20.000 đô la trong lúc chờ phiên tòa xét xử. Theo người phát ngôn của tòa án New York, nếu McNerney bị kết tội hành hung trên máy bay, bị cáo có thể nhận mức án 20 năm tù. Không hiểu đương sự này có hình dung ra mực nghiêm trọng do hành vi không tưởng này của anh ta. Cục Hàng không Liên bang Mỹ, FAA hồi tháng 1 năm 2021 từng tuyên bố không đương tay với bất kỳ trường hợp nào từ chối chấp hành quy định đeo khẩu trang trên mọi chuyến bay nội địa. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các hãng hàng không Mỹ báo động nhiều trường hợp hành khách xúc phạm bằng lời nói và hành động với tiếp viên hàng không trên máy bay vì từ chối chấp hành quy định đeo khẩu trang ngừa COVID-19. Mặt khác, cũng có tin một máy bay thương mại thuộc hãng American Airlines từ Miami đi London giữa tuần này cũng đã phải đổi hướng giữa lộ trình và trở về sân bay sau khi một hành khách cương quyết không đeo khẩu trang.
Video tới đây xin chấm dứt. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành và luôn ủng hộ các video hấp dẫn của kênh này. Hãy đăng ký, like và share ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp của kênh. Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người.